Ngày 20 tháng 8, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến quán triệt các luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 thông qua. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến nay, Bộ Công an đã chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa 15 thông qua 9 luật, 2 nghị quyết, trong đó tại kỳ họp thứ 7 đã thông qua 4 luật do Bộ Công an chủ trì hoặc đồng chủ trì soạn thảo, bao gồm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Luật Công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp tại hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện các cục nghiệp vụ của bộ công an phổ biến quán triệt các nội dung cơ bản của bốn luật này đây là các luật có ý nghĩa rất quan trọng đối với các hoạt động của lực lượng công an nhân dân và tác động lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội Phát biểu tại hội nghị Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu, ngay sau hội nghị này, công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm các điều kiện để tổ chức phổ biến quán triệt các luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, được kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 thông qua và triển khai thi hành kịp thời, nghiêm túc, thống nhất, có chất lượng ngay khi các văn bản này có hiệu lực thi hành nhằm giúp cán bộ chiến sĩ nắm vững các quy định của luật để triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả.